Và bây giờ để thay đổi không khí chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một phần biểu diễn thời trang. Phần biểu diễn thời trang này được mang tựa đề là thời trang bốn mùa, tức là có xuân hạ thu đông. Và bây giờ để bắt đầu cho chương trình Fashion Show, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thời trang mùa xuân được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng tại Singapore. Xin quý vị một tràng pháo tay đặc biệt cho thời trang mùa xuân. Nội lộn mà cha nội. Trời ơi, tôi đi học thiết kế, ông nội hiểu không? Tôi nhờ anh đi làm giùm tôi để anh ra anh biểu diễn để tôi thi lấy bằng tốt nghiệp, hiểu không? Cái này mùa xuân của anh đây hả? Chứ này mùa gì ông nội? Trời ơi, dòm giống cái vườn trái cây biết đi quá. Trời ơi, thì mùa xuân là mùa gì? Mùa xuân là mùa đơm hoa kết trái đúng không? Mùa xuân là mùa bông hoa, mùa cây trái, thì giờ gì là mùa xuân là phải rồi, phải không quý vị? Phải không? Ủa giờ về ra mùa xuân đó hả? Nè, không, trái cây bông hoa đầy hết trơn mùa xuân phải không? Mà chúng ta đi vô tôi biểu rồi, chấp nhận đi, làm lại. Rồi. Thời trang mùa xuân. Chết rồi. Dạ kính thưa quý vị. Dạ lỗi kỹ thuật thôi. Bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếp tục một cái mùa rất đặc biệt, cái mùa xuân. Kính thưa quý vị, mùa hạ. Trời ơi. Tôi giới thiệu mùa hạ mà ông làm gì mà ông đội xô lên đầu quạt máy ông lum la vậy? Mùa hạ phải nóng không? Mùa nóng mà có quạt này thấy không? Rồi nếu mà thấy mà chưa có đủ mát thì cứ ra đứng ngoài đường lấy nước tắm. Thấy không? Còn nếu mà ngoài nước mà nó không có đồ sẵn thì lấy xô này múc nước lên xối. Trời ta nội này thì anh làm vậy tôi làm vậy nó mới bằng nhau chứ. Thôi vậy chấp nhận đi rồi diễn đi. Làm mất hứng hết trơn à. Làm lại đi. Ơi, mùa hè về chết không chịu nổi đâu. Xuân hạ tới mùa gì ta? Cái mùa này có vẻ thoải mái hơn. Xin quý vị một tràng pháo tay cho thời trang mùa thu. Cướp đâu? Ủa làm gì vậy? Trời ơi, tôi tưởng ông đi ăn cướp với ông. Trình diễn thời trang ông nội ơi. Cái này mùa gì? Mùa thu. Mùa thu gì anh, là cầm mấy cái này không dính dáng gì tới mùa thu hết trơn á. Trời ơi, cha này không biết nha. Mùa thu là mùa gì? Mùa thu là mùa lá rụng phải không? Lá nó vàng nó rụng thì giờ lá đầy đưa cho người. Tôi có cái thùng rác nè, cái đồ hút rác nè. Vậy là đi hút rác là phải rồi, còn không phải nữa. Ủa vậy thời trang mùa thu quá hả? Cái này mấy anh cha hút rác đầy đường hết trơn mà thời trang gì ông nội? Tính ra tôi diễn cho coi nè. Mà mùa thu phải không? Mùa thu. Rồi làm đi. Sạch đẹp gọn lẹ. Kính thưa quý vị, và bây giờ là phần trình diễn độc đáo của mùa đông. Ôi.
nội. Ủa tôi đang biểu diễn mà ông làm gì mất hứng hết trơn vậy cha? Biểu diễn gì? Mùa ông Trùng mà ông Trùng mệt ông lết ra để biểu diễn gì? Trời ơi, tôi hỏi mùa đông phải lạnh không? Ờ, lạnh thì cái mền là đủ biểu diễn rồi. Tôi nằm tôi run thấy mụ nội tôi không thấy hả? Ông ơi, chứ sao? Tôi bỏ đi. Từ tôi nói nghe nè, anh mà làm cái bài tập mà cỡ như vậy nghe, thi rớt là chắc chắn luôn. Bây giờ sao thì mình làm thời trang nó đúng mùa của nó, vậy là đậu được rồi. Vậy chứ anh qua bên này anh học vấn đề thời trang phải không? Ờ. Anh học thời trang vậy chứ hồi xưa anh làm gì, anh làm gì Việt Nam quay đây học thiết kế quần áo đây. Ừ thì hồi xưa là làm ca sĩ. Hát riết mà không ai kêu hết, giờ đổi qua làm thời trang. Tôi nói nghe mình phải đi học đúng cái nghề của mình đàng hoàng. À. Ví dụ như tôi cũng qua Singapore tôi du học. À. Thấy không? Tôi du học ở đây tôi học cái gì? Anh học gì? Tôi học về Production Manager. Hiểu chết liền á. Là gì? Nghĩa là học về cách làm bầu show đó biết không? À, tức là quản lý về đoàn hát rồi đó hả? Đúng rồi. Rồi được không? Được không? Trời ơi sao không được? Anh biết hồi xưa tôi làm gì không? Làm gì? Hồi xưa Việt Nam là chuyên môn tôi quản lý tất cả những nhà hàng khách sạn. À. Bây giờ qua đây học là về quản lý là mấy cái đó. Chứ sao? Tại vì nhà khách sạn là chuyên môn đặt những tiệc cưới nè, tiệc sinh nhật nè, tiệc hội đoàn nè, tiệc họp bạn nè, đủ thứ tiệc hết. Và tôi lo phần biểu diễn phụ trách về vấn đề văn nghệ. Rồi được không? Được không? Làm văn nghệ là làm cái gì? À. Là mình phải tổ chức một chương trình, mình có MC, mình có ca sĩ, mình có đủ thứ mọi chuyện hết. Rồi. Tôi thấy anh là một con người ăn nói hoạt bát lanh lẹ. Ê xin lỗi, xin lỗi. Nói về vấn đề ăn nói hoạt bát lanh lẹ xin tự giới thiệu đây số 1. Nhờ cái tài ăn nói hoạt bát lanh lẹ cho nên ngày nào cũng có người tới nhờ tôi hết trơn á. Nhờ làm gì? Đi chửi mướn. Được không? Ngon lành à, tôi nói thiệt á, ngày nào cũng người kêu tôi chửi hết trơn á. Nhiều khi tôi đang đứng chửi bên đây á, bên kia mở cửa lên trả tiền cao giá hơn chút, bỏ bên kia rồi đứng đây chửi liền. Trời ơi, tôi nói thiệt anh á, nhiều người mà nhiều người mời tôi cũng giờ cũng ngại biết sao không? À. Gom lại chỗ chửi luôn lượt. Coi chửi biểu diễn chơi à. Ê tôi nói cho mày biết á mày. Tự nhiên đứng đây chửi tôi là đâu có được. Tôi biết, lanh lẹ mà. Ăn nói hoạt bát lanh lẹ rồi. À. Bây giờ thí dụ đi, bây giờ thí dụ như bây giờ tổ chức một buổi tiệc tân gia nè. Tân gia phải không? Tôi mời anh tới anh làm một buổi tiệc tân gia. Nói một vài câu trước khi bà con nhập tiệc. Trời ơi chửi lộn còn ăn thua gì, nói tân gia ăn thua gì. Rồi, giờ biểu diễn các con chơi nè. À. Bây giờ mình cứ tưởng tượng trước mặt mình là buổi tiệc tân gia. Đúng vậy. Trời đãi nhiêu đây dám mạc luôn. Đãi chị đâm dữ vậy trời. Tưởng tượng thôi. Tưởng tượng thôi. Ừ. Rồi. Nè bây giờ coi làm cái quyết định nha. À. Dạ kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là cái ngày tân gia ba của anh bạn tôi. Chúng tôi rất là làm. Bậy. Sao? Mở miệng có nói bậy à. Sao bậy? Nó làm tiệc tân gia bên Việt Nam chứ không phải làm bên Singapore. Ai nói anh Singapore nè? Anh mới nói tân gia ba đó. Trời ơi, ta đang chơi chữ đó ông nội ơi. Cái chữ là sao? Tân có nghĩa là mới, gia có nghĩa là nhà. Ba có nghĩa là hai vợ chồng anh đứa con phải ba không? Tân gia ba có nghĩa là căn nhà mới có ba người ở. Tôi văn chúng ta bầm dập vậy đó. Hay ha, hay ha. Nhưng mà tôi nói anh nghe nè, anh ăn nói ngắn gọn thôi. Đừng nói dài dòng quá, đồ ăn nó dọn rồi, để lâu nó nguội. À, muốn ngắn. Giờ nói ngắn gọn ha. À. Dạ kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là cái ngày tân gia ba của anh bạn tôi. Chúng tôi rất là làm cảm động trước sự có mặt của quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, đồi núi chập trùng, mưa phùn lầy lội. Trời ơi, văn chương ở quá. Nhà ở không làm gì, tới đây ăn chực. Bại lộn. Ăn tiệc, lộn. Tiệc nó ăn chực người ta giận. Và bây giờ xin đại diện tân gia đồng kính bái. Bon. Trời ơi. Sao? Tao có cái tiệc tân gia của người ta mà làm như là tan gia vậy. Trời ơi, anh không biết anh ơi, có nhiều đứa nó không có biết tự ái lại gì á. À. Nó cầm có bó bông chút xíu rồi nó dẫn nguyên gia đình nó tới nó ăn. Mình nói vậy cho nó ăn nó chết cha nó cái cho đầu luôn đi. Không có hiểu gì hết trơn á. Thôi 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 được rồi, cái vụ tân gia để quan bên đi, bây giờ bước qua cái vấn đề khác nè. Vấn đề gì nữa? Tiệc đám cưới nhiều hơn. À. Đó bây giờ nè, ngoài làm MC đám cưới ra đó, khi cái người MC điều khiển trình đám cưới mà lỡ ca sĩ nó chạy show nó tới trễ phải biết hát. Hát anh nữa. Biết ca biết hát gì không? Trời ơi tôi nói ngày xưa tôi là hát mà. À. Nhưng mà tại không gặp thời thôi. À. Nhưng mà tôi nói anh nghe tôi hát là cỡ Đàm Vĩnh Hưng đi ngủ. Bây giờ tưởng tượng giờ bắt đầu qua đám cưới nè. À. Cô dâu chú rể ngồi đầy đủ, quan khách đầy đủ nè. Giờ hát biểu diễn bài nghe hết hồn liền. Bài gì? Nhạc của Đàm Vĩnh Hưng luôn. Đàm Vĩnh Hưng luôn. Bài hát được mang tựa đề Tình Yêu Không Lời. Vô. Trường năm ta nhau chưa rồi xác lời. Trời ơi, đã quá. Mà sao em nỡ lấy đồ của nhau. Chưa nắm tay nhau hết nha. Chưa ngồi xác lời. Sao nữa? Mà sao em nỡ lấy tiền của nhau.
Rồi khi đi xa đi xa, ôm trọn gối tìm đi mất. Để kia bao lâu anh gần, để đau để mua cái nhà. Tình yêu không có lời, tình yêu lỗ quá trời. Thấy không đó, khán giả vậy là khoái rồi. Anh hát nhà đám cưới gì chết rồi. Sao vậy? Nhà đám cưới gì ai dám làm đám cưới. Sao không làm? Phải là đám cưới người ta kiếm lời mà gì nữa, tình yêu là đám cưới không lời sao được. Không vui thôi, miễn bà con của bác ta vui được rồi. Không được anh ơi, hát đám cưới khó hát luôn. Vậy hát đâu nè. Hát đám cưới mà ca sĩ hạng A nha, chạy show đám cưới, tăng cường đám cưới, hát còn chết lên chết xuống luôn á. Là sao? Tôi có ví dụ như là Trường Vũ nè. Trường Vũ mà hát đám cưới được à? Tuần rồi nó mới tăng cường hát đám cưới cho tôi. Tự nó giới thiệu bài hát xong xuôi cô dâu xách cuốc ngược chạy vòng luôn. Ủa sao vậy, sao vậy? Nó kể nghe tôi diễn tả lại cho coi nè. Trường Vũ xuất hiện nha. Trường Vũ ha. Đến ra Trường Vũ xuất hiện à. Sao nãy thấy nó đẹp lắm giờ nó xấu dữ trời. Dạ, Trường Vũ xin kính chào quý khán giả. Trời, cũng giống dữ ha. Dạ, để liên tục chương trình buổi tiệc cưới ngày hôm nay, Trường Vũ xin hát tặng cho cô dâu chú rể một bài hát để chúc mừng cô dâu chú rể sống trăm năm hạnh phúc. Đúng. Bài hát được mang tên Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng. Trời ơi, vậy không bị rượt cũng uổng lắm ông nội. Người ta chưa động phòng mà kêu ta đi nhận xác chồng. Bởi vậy hát cô cái dâu, cây ấy. Cô dâu xách guốc cược nó chạy vòng vòng luôn á. Được, tuy là vậy nhưng mà đám cưới mà người ta hát cái bài nào đó thích hợp với đám cưới mới được. Chứ sao, hát đám cưới nè, tôi hát thử một bài cho anh nghe. Nè, hát đám cưới hát gì nè. Hát đám cưới phải không? Dạ, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa bà con, cô bác, kính thưa cô dâu, chú rể, ông già, bà già, vợ, ông già, bà già, chồng. Dạ, hôm nay tôi rất hân hạnh có mặt trên sân khấu này để hát tặng cho đôi tân lang và tân duyên nhân. Cầu chúc cho đôi tân lang và tân duyên nhân được sống trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Kính thưa quý vị, một bài hát được mang tên Trở Về Cát Bụi. Không nội, ta mới đám cưới. Không có, cái tựa thôi. Cái tựa thôi chứ cái nội dung nó hay lắm. Giống không? Hay luôn anh. Thử là thử. Sống trên đời này, người giàu sang sướng hơn người nghèo khó. Nghèo khó ăn rau, ăn cháo, ăn chè, nghèo khó ăn tôm. Mai khi chết rồi, trở về cát bụi thì cùng khác nhau xa. Giàu sang khi chết, nó để lại đô la, còn nghèo thì chết già. Nhà mày lớn, nhà mày cao, rồi thì sao, cũng không bằng nhà tao. Lãng nhách luôn rồi. Tự nhiên hát cái phần đầu là chúc cô dâu lấy chồng giàu, ta không nói rồi. Không tự nhiên cái phần chữa, cái tự nhiên nhà mày lớn, nhà mày cao, cũng bằng nhà tao là sao? Không, tôi quên anh, tại tôi mới mua cái nhà. Mà thằng hàng xóm nó cất nhà tôi cao hơn một tấm anh, tôi bớt. Ủa, nhưng mà này đang hát đám cưới anh ơi. Tôi biết rồi, tôi lộn thôi. Ừ. Nhưng mà trở lại vụ anh hát nè. Xưa hát loại nhạc sang phải không? Đúng rồi. À đúng rồi, tại sao không nổi biết không? Sao? Hồi xưa anh hát loại nhạc sang mà tại vì cái mặt anh nó hèn quá. Thôi giờ đi, giờ tưởng tượng đi. Tưởng tượng mà trước mặt mình là đám cưới nè không? Rồi đám cưới. Tôi giới thiệu một cái, anh xuất hiện anh hát giống như là ca sĩ vậy đó. Như ca sĩ thiệt luôn. Như ca sĩ thiệt luôn. Giới thiệu đi. Rồi. Dạ kính thưa quý vị, và bây giờ để liên tục chương trình là một tiếng hát sẽ xuất hiện ngay trong giờ phút này. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay cho nam ca sĩ đi vô. Sao vậy? Đi vô trong kia tôi giới thiệu xong mới đi ra. À, ca sĩ mà ha. Ca sĩ mà ca sĩ. Ta đang giới thiệu mà đứng đây sao tôi giới thiệu? Làm lại. À, làm lại nghe. Và kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình là sự xuất hiện đặc biệt của nam ca sĩ. Ê, đi ra. Kinh Phong nó giật anh hả? Trời ơi trời, tôi giới thiệu, tôi chưa có giới thiệu nhân thì làm gì đi ra giật eo vậy. Sao anh kêu tôi ra đi? Không có, tôi kêu anh đi ra đây. Thôi đi sao? Ra đây để tôi hỏi thăm anh là hồi nãy quên hỏi anh là anh tên gì. Trời, cha nội ơi, vậy cũng làm MC nữa. Tôi quên. Nãy ta đi vô không hỏi ta tên gì. Tôi quên mà. Làm mất hứng á. Giới thiệu lại. Michael Tèo. Cái gì? Michael Tèo. Ủa?
Mấy cụ Tèo tên gì nghe ghê quá vậy? Trời ơi, hồi xưa ở Việt Nam tên Nguyễn Văn Tèo. Nhưng mà khi qua tới bên Mỹ rồi đó, vô quốc tịch cái là mình phải đổi cho nó giống Mỹ chút xíu. Michael Tèo. Trời ơi, Michael Tèo đâu có được anh ơi. Sao Michael Tèo nghe cái tên nó hèn dữ lắm. Sao hèn? Mỹ nó kêu đâu có Michael Tèo được. Nó kêu toàn là Michael Tèo. Ờ, nghe để đổi tên, tên khác đi. Đổi tên khác. Tôi nói nghe nè, bây giờ anh thí dụ như là anh lấy anh thấy là ca sĩ nè, nổi tiếng toàn là những tên mà đẹp đẹp không à? Thí dụ như là Tuấn Anh nè, Tuấn không? Tuấn Vũ nè, Tuấn nữa, Tuấn Ngọc nè. Vậy tôi Tuấn gì? Tuấn Mã. Tuấn Mã là con ngựa ông nội. Ông giới thiệu tôi hí cho tôi hát vậy. Ủa, Tuấn Mã là con ngựa hả? Không được, đổi cái khác đi. Tuấn Mã đẹp mà. Thôi lấy họ khác. Rồi họ khác, họ khác. Họ mới tin luôn một người lấy thôi mà nổi tiếng. Họ gì? Trường Vũ. Đó, ít ra phải vậy. Họ Trường. Tôi Trường gì? Trường Học. Trường Học hát cho con nít nghe ông nội ơi. Thì bên Tàu nó có thằng Trường Học Hữu đó, thì anh giờ Trường Học thôi. Ê, vậy lấy theo kiểu bên Tàu. Ba chữ luôn. Chữ gì? Lưu Đức Hòa. Theo Lưu Đức Hòa. Tôi. Lưu gì? Lưu Đức Bóng. Cái tên kỳ kỳ á. Thì Lưu phải Đức Bóng chứ sao? Người ta này chọn toàn là tên kỳ kỳ không sao đi hát trời. Chứ giờ muốn sao? Lưu quá, Đức Bóng, Đức Bóng đèn tối thui sao thấy mặt anh hát. Cái tên vậy rồi cho nó ấn tượng. Không, giờ tôi nói anh nghe là lấy tên Việt Nam đi. Tên Việt Nam phải không? Đừng có theo Tàu Tây gì chứ, lấy tên Việt Nam. Giờ tôi khoái Đàm Vĩnh Hưng, lấy họ Đàm luôn. Thích họ Đàm phải không? Thích họ Đàm. Họ Đàm, có họ Đàm liền. Giới thiệu. Bắt đầu nào. Và kính thưa quý vị, bây giờ là phần trình diễn của nam ca sĩ. Đi vô. Đáng chết vậy. Đáng giới thiệu mà cứ đứng đây hoài à. Và kính thưa quý vị, một tràng pháo tay đặc biệt cho sự xuất hiện rất đặc biệt của một nam ca sĩ rất đặc biệt. Kính thưa quý vị, sự xuất hiện của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Biệt. Sĩ, giới thiệu tôi tên gì? Đàm Vĩnh Biệt. Đàm Vĩnh Biệt sao đi hát đám cưới? Sao vậy? Đàm Vĩnh Biệt đi hát đám ma ông nội. Không có sao đâu. Như tôi nè, tôi khoái ca sĩ nè, Quang Lê nè, Quang Linh nè, Quang Dũng nè. Anh Quang gì? Quang Tài. Rồi vậy tôi anh Hạp à, đi hát cái đám giỗ đám ma. Không này đám cưới mà. Không có, lấy cái tên như vậy người ta mới ấn tượng. Nghe cái nhớ liền, Đàm Vĩnh Biệt, Quang Tài. Vậy là ta nhớ mình. Chấp nhận để nổi tiếng. Làm lại nghe. Giới thiệu. Và kính thưa quý vị, bây giờ là phần trình diễn. Nhớ rồi. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay đặc biệt cho sự xuất hiện của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Biệt. Vô. Ê, anh ra làm ca sĩ hay đi ăn mày? Ủa chứ anh giới thiệu tôi tên gì? Đàm Vĩnh Biệt. Có bao giờ nó đi dưới cái hòm mà nó ngất đầu lên không? Trời ơi ông nội ơi, hòm đó mà hòm, đang hát đám cưới. Ôi trời, lộn. Giang phải giật cơm thì ngon chứ. Tưởng tượng cái tên nó dính nhau vậy. Vậy làm lại. Và bây giờ, Đàm Vĩnh Biệt xin gửi đến quý vị một bài hát giật gân. Bài hát được mang tựa đề Yêu Em Không Dám Nói Nên Lời. Vô. Cha, cái này dữ à. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị. Quá dữ luôn. Đám cưới đang vui, con khùng xuất hiện. Sao vậy? Trời ơi, tôi giới thiệu thì hát đi, không hát anh làm gì. Đứng giật, ngáp không vậy? Trên nãy tôi, anh với tôi giới thiệu anh bài gì? Bài Yêu Em Không Dám Nói Nên Lời. Có lời nào đâu nói. Tôi ngáp không thấy sao? Tôi không nổi, không được, nổi ơi. Không được. Tôi nghe nè, hát đám cưới không phải là dễ hát đâu. Bà con cô bác dưới nghe, người ta ngồi nè, người ta chúc tụng nhau nè, người ta ăn nè, người ta uống nè. Anh hát nhạc phải có lời, mình phải diễn tả theo cái lời hát nó chưa chắc người ta nghe nữa. Là sao? Thí dụ mình phải hát như nè. Bàn tay năm ngón. Theo cái lời bài hát á hả? Đưa năm ngón tay lên, phải đưa năm ngón tay lên. Năm ngón phải đưa năm tay lên. Bàn tay năm ngón. Em vẫn kêu xa. Tôi hiểu ý anh rồi.
Tức là mình diễn tả theo cái lời nhạc. Đúng rồi. Nhưng mà cái này người bình thường hát diễn tả được. À. Mấy anh cùi sao diễn tả? Bàn tay năm ngón nó nhầy năm ngón không? Còn có hai ngón rưỡi à? Này kêu xa không? Kêu xa không? Này kêu cú chứ kêu xa vậy? Này kêu xa không? Ông ơi. Tùy đổi lời anh ơi. Đổi bài khác. Thí dụ bài khác nè. Anh vuốt tóc em. À là vuốt tóc vậy đó hả? Anh vuốt tóc em cho đầu em chọc lóc. Không, tôi nói anh nghe nó tùy cái lời. À. Cái lời nó dễ anh diễn tả được. Có nhiều cái lời không thể nào anh diễn tả được. Lời nào diễn tả được? Nhất là những bài hát mà của thiếu nhi, của dân ca không thể nào anh diễn tả được. Bài nào là diễn tả không được? Bài nào anh hát đi. Tôi thí dụ anh bài nha. Bài nào? Bài hát của thiếu nhi. À. Bài hát được mang tựa đề Con chim non. Sao diễn tả? Diễn tả được không? Thì con chim non diễn tả chim non gì đâu không được. Mà cũng lời nói sao diễn tả vậy? Lời sao diễn tả y vậy đi. Anh diễn đi, có gì tôi chỉ thêm cho anh. Rồi bắt đầu làm thử coi sao nha. Bài thiếu nhi con chim non nha. À. Con chim non. Chim non. Chim non, chim non. Chim non, chim non. Ê, cái này là chim non hay là anh đang bị bón vậy? Sao tôi làm cái gì anh cũng chê tôi hết trơn vậy anh? Trời ơi, con chim non gì anh diễn tả gì kỳ vậy? Đi cái chà bẹt cái gì nè. Thì nó mới đẻ mà, nó chưa mọc lông, nó chưa mọc cánh nữa. Thì nó ra nó phải èo, nó phải đi vậy chứ sao? Vậy chim già nó sao? Chim già là nó cứng cáp rồi, nó banh ra được. Nội này không hiểu gì hết trơn à. Nó mới đẻ ra mà. Mình chấp nhận gì đi, chấp nhận đi. Ừ, rồi giờ tiếp tục nè, chim non nè. Giờ chấp nhận diễn vậy phải không? Chấp nhận diễn gì đi. Rồi làm tiếp. Lại, làm lại. Con chim non trên cành cao hát liêu lo, hát liêu lo em yêu chim em mến chim về mỗi lần. Sao nghe vậy trơn nghe chẳng? Ủa sao không nghe vậy? Ê! Ủa sao không nghe vậy trơn vậy? Nghe gì? Chim. Anh nghe chim hót hả? Ừ. Nghe chim hót thì nghe đâu ở trên trời với cây đâu đậu trên trời với chim đâu vòng vòng như này hả nghe? Anh nghĩ trong này có con chim nào nó vô nổi không? Vậy chứ đây có con chim nào? Vậy? Trời này không có. Không có gì. Vậy là anh không có. Tự nhiên không có gì. Hay gì tôi không nghe nó hót gì hết trơn. Nó có hiểu gì cái gì không có. Anh á. Cái gì? Vậy là cái này không có thiệt. Tiêu rồi. Cái gì? Tiêu rồi. Nãy giờ tôi chưa nói đi chim á. Ủa chứ không có hả? Cái này đâu phải con chim non. Chứ con gì? Con két già. Hèn chi nó hót không nổi là phải rồi. Nó gì nữa hót. Sao hả? Cha này tự nhiên mà tôi nói anh nghe nè, tôi nói rồi anh hát cái gì là em phải diễn tả cái đó, mình phải cầm nó diễn tả nữa. Ủa, phải chứ cầm nữa. Nhìn đâu có được. À, vậy để tôi làm lại. Giờ tôi tưởng như chim non cầm tay. Giờ tôi hát lại xong bài này anh không bò vô tôi làm con anh liền. Cái sao vậy? Con. Ê! Thì em kêu tôi cầm để hát. Nhớ này, làm quay à? Thì kêu cầm hát thì cho cầm cho hát. Có gì đâu cầm. Nói nữa nghe nè. Anh hát nghe không bao giờ nổi tiếng luôn. Sao vậy? Anh thấy Michael Jackson không? Ờ. Michael Jackson sở dĩ hát bài hát nổi tiếng là tại vì hát nhiều bài hát. Không có con chim mà vẫn cầm con chim hát. Ủa là bài nào ta? Bài nào cũng vậy chứ à. Tôi chưa nghe nó có hát mà cái bài nào mà có con chim á. Đó bây giờ nè, đánh một bài nhạc Michael Jackson đi, tôi diễn tả Michael Jackson hát cho anh coi. Ờ, đâu thử một bài coi. Bài nhạc. Ow!
Có vậy tôi biết tại sao giờ Michael Jackson nó hát hết được rồi nè. Sao vậy? Giờ nó lên tới cần cổ rồi lấy gì nó hát. Trời ơi, không có con gì hết trơn cũng áo được vậy đó. Nó kéo riết lên tới đây nè. Ông ơi, được đâu anh ơi. Tôi chọc ông chơi thôi chứ. Nói anh nghe trời ơi, hát đám cưới mà hát sao miễn ta vui là được rồi. Ừ. Thấy không? Bây giờ tôi đề nghị anh vậy đi, tôi hát thử bài thử anh nghe có được không? Để rồi sau đó giới thiệu đi tôi đi hát đám cưới để tôi chuyển nghề có được không? Ừ. Giờ làm thử nghe. Hát đàng hoàng nha. Cô bán anh em từ xa đến nơi này chúng mình gặp nhau, đem niềm vui hạnh phúc cầu mong khắp trên mọi nhà, cầu chúc cho yên lành đến cho người người. Chúng tôi xin chào mừng bà con tới Singapore, cùng nhau có những phút giây thăm đường tình quê. Anh từ nơi xa đến, còn em ở mãi quê nhà. Giờ chúng ta quay ngoài ngày này vui. Giờ chúng ta quay quần chung một niềm vui. Giờ chúng ta quay quần chung một niềm vui. Còn bây giờ của Bảo Liêm Nhân Sơn đã đi chấm dứt. Xin thân ái kính chào quý vị. Xin chúc quý vị một đêm thật là yên lành, thật là hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị. Còn xa khuất biển vắng kêu tên em trong hoài mộng, em nơi đây với những buổi chiều và tìm đâu phút giây yêu thương bao nồng say. Chỉ nung duyên chuyện mình bạc liêu